Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Nam thứ 6 ngày 5 tháng 7 năm 2024. Thứ 6 ngày hôm nay gồm có 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải 8 Vĩnh Long 92, giải 8 Bình Dương 39, giải 8 Trà Vinh 77. Còn có các giải 7654321 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.